Xin chào mọi người, hôm nay ông chia sẻ một bí mật, đó là u sĩ có con. Cậu muốn xem không? Xem này. Em bé của U Si này. Hello mọi người. Xin chào. Đây là chồng của anh, chị họ của U Si. Và đây là khách, mọi khách đặc biệt, hay người là khách đặc biệt đối với U Si. Hôm nay U Si sẽ nấu cho chồng của chị họ, là người Hàn Quốc đấy. Là chắc chắn là tôi nghĩ là chưa bao giờ ăn cái này. Không biết cái gì, không biết cái gì luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ nấu cho hai người ăn. Và các bạn nhớ hợp tử Uxi nhá. Ôi, nóng lên rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ vào bơ các bạn. Bơ. Ok, đầu tiên là mình sẽ nấu bơ trước. Manul. Ok. Guaya. Tao muốn xem không? Nè. Bao nhiêu? À, thế cái này là mua ở Lotte nha các bạn. Mình thấy Lotte rất là tươi và cái này tổng cộng là 25.000 nha các bạn. Ừ. Bữa đó mua chút xíu, bữa đó khoảng 8 cái hả? Mà có được 12.000 à? Nhưng mà nhìn rất là tươi. À đó. Đúng thế chứ. Nè. Bây giờ xin sẽ thử vào mình. Con thứ. Chồng của chị họ tiếng Việt gọi là gì? Tiếng Hàn gọi là mẹ không? Anh ấy cục chiều hả? Anh rể, đúng rồi, anh rể của Uzi. À trời ơi. Tại vì trước giờ cứ giới thiệu là chồng của chị họ từ rất là dài, anh rể. Các bạn biết, các bạn đã thấy anh rể của Uzi chỗ nào chưa? Là đã đóng phim ở Huyền thoại Biển Xanh. Tôi sẽ ấn tượng trên streaming và trên drama nhé. Rồi thì muốn vào cho xem các bạn xem sản phẩm Uxi là như thế nào nha. Ok, bây giờ Uxi đã hình thành xong rồi. Merry Christmas. Ok. Thế rồi, trời ơi, nãy giờ kiếm cái này mệt quá. Không nhau ở đây rồi. Không chân. Mỗi cô đang chúc chúc cái bài này xin kiểm tra cho. Mỗi cô đang chúc chúc gì? À bây giờ em bé á, là đôi khi khóc là chỉ cần đưa cái này được rồi. Vì Uxi chưa ăn thứ cho anh rể ăn. Xin chào mọi người. Các bạn thì hôm nay á là thực là Uxi hôm nay mà áo Giáng sinh và ở sau lưng cũng có cái Merry Christmas là tháng 12, hôm nay là ngày 16 tháng 12. Cho nên là giống như là anh
ăn họ gia đình họ cô si á đã tới Việt Nam xong mời đi chơi với cô si và bữa trước là cô si không có stream đúng không, thứ bảy thì thứ bảy đó cô si đi Vũng Tàu với chị họ anh họ cô si và đi rất là vui vẻ. Wow, các bạn ơi, đây là bé Trân. Wow, rất là dễ thương. OK thì hôm nay thì streaming rất là ngắn vì em bé Trân bây giờ buồn Uzi rồi cho nên là không muốn streaming với Uzi nữa, nên là chắc là tới đây là kết thúc streaming của Uzi. Và hôm nay Uzi rất xin lỗi mọi người tại vì Uzi hôm nay tới trễ, Uzi cũng bắt đầu chạy qua, thường là bắt đầu chạy qua từ 4 giờ rưỡi, từ 7 á. Tới đây là 5 giờ rồi nhưng mà hôm nay lại tới lúc 6 giờ rưỡi, kẹt xe và đụng xe. Nhưng mà mọi người không ai bị thương cho nên là ok. Hèn. Và ok, rất cảm ơn mọi người đã xem lại cái cuộc xin và bye bye mọi người. Bye bye. Đây là